Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 thường. Hôm nay chúng ta tiếp tục giải cái bài ôn thi giữa học kỳ 2 năm học 2021-2022 trong sách bài tập tiếng Anh của Mai Lân Hương với cái bài Test Yourself For sau bài số 12. Rồi chúng ta cùng làm bài phát âm. Stress là cái này đọc là O này các bạn. Stress, test là A, stone là O, was là O các bạn. Vậy đấy các bạn, rõ ràng các bạn phải một câu B. Test, nose là chữ O này, nose là chữ O này, cold là chữ O luôn, product. Product chúng ta khoan là câu D nhé. Sang câu số 3, busy là chữ Y, hungry này, the drugstore này, brush này. Vậy ở đây chúng ta khoan vào câu A. Sang câu số 4, mouth, mouth, cough, sound, mouth, rõ ràng là khoan vào câu này rồi. Stomach, chữ này là đọc là k. Touch, spinach, stretch, vậy rõ ràng khoan vào câu A, rất là dễ. Rồi chúng ta sang bài số 2 La Mã, trang 77. Bắt đầu từ câu 6 tới câu số 12. Nào câu số 6. Để làm được câu số 6 chúng ta sẽ nhìn cái từ yesterday, đó là dấu hiệu của từ quá khứ đơn. Quá khứ đơn mà quá khứ đơn chúng ta học rồi, đó là chủ ngữ cộng động từ cột 2 hoặc động từ thêm ed. Ở đây chúng ta sẽ có cái từ when là động từ cột 2 của go, chúng ta khoan là câu C. Câu số 7, I don't like spinach. Đây là câu đồng tình. Câu đồng tình mà có từ not ở vế đằng trước đó. Nó là gì? Đó là đồng tình phủ định. Đồng tình phủ định chúng ta có hai cái, đó là neither phía trước và either phía sau. Either phía sau. Rồi chúng ta sẽ coi này. I don't like spinach. Either. Vậy chúng ta khoanh vào either thôi. Sau câu số 8, I don't like banana. Cũng là câu đồng tình phủ định. Vậy ở đây sẽ là neither do I. Neither do I. Rồi sang câu số 8 rồi, số 9. Cô ấy nói với tôi không được tới trễ. Các bạn nhớ cấu trúc tell hoặc là tell cộng với tân ngữ cộng với một true infinity. Chúng ta khoan vào câu B. Sang câu số 10, cô ấy đi ra ngoài mà không nói bất cứ thứ gì cả. Ở đây á, chúng ta nhớ này, đằng sau cái từ without này bản thân là giới từ, cho nên chúng ta sẽ xài là verb in đằng sau. Chúng ta khoan vào câu C, saying. Sang câu số 11, họ đã đợi để gặp anh ấy trong phòng khách của anh ấy. Bây giờ đằng sau wait sẽ là một true infinity, chúng ta khoan là câu B, true C. Câu số 12, nha sĩ yêu cầu anh ấy không được quên đánh răng. Bây giờ cái từ forget có hai cách sử dụng, quên nhiệm vụ bổn phận sẽ là true infinity, mà quên một cái điều gì đó trong quá khứ thì là verb in. Ở đây là quên nhiệm vụ, quên bổn phận, chúng ta sẽ xài true brush. Ok, true brush trong trường hợp này. Rồi chúng ta sang bài số 3 La Mã, tìm từ mà bị sai. Rồi, ok. Câu số 13, ăn quá nhiều đường. Bây giờ đường là danh từ gì? Đường là danh từ không đếm được. Danh từ không đếm được thì chúng ta xài cái gì? Chúng ta phải xài must chứ không thể xài many. Sang câu số 14, bác sĩ nói rằng tập thể dục buổi sáng là chìa khóa cho một sự cân đối. Ở đây chúng ta xài for hoặc là true, không thể xài up đây được. Sang câu số 15, đừng có quên, cố gắng không có quên làm bài tập về nhà. Bây giờ cố gắng, bây giờ có not này, try to not forget, not forget to do your homework. Cố gắng, try to not, try, không thể là to not được mà not to, ok, not to. Sang câu số 16, bố mẹ của cô ấy muốn, cộng với tân ngữ cộng một true infinity, ở đây phải là not true. Rồi câu số 17 này, cô ấy phải đi tới bưu điện bởi vì cô ấy muốn là gì? Nick cộng một true infinity, ở đây không thể là buy in được mà là true buy. Rồi sang bài số 4 La Mã trong 77. Bài 4 trong 77. Tất cả chúng tôi biết rằng có nhiều chất béo động vật là có hại cho sức khỏe, không tốt cho sức khỏe. Ở đây chúng ta xài for này. Ví dụ như người Mỹ ăn rất nhiều thịt và chỉ ăn một ít cái gì lượng ngũ cốc, rồi hạt, quả, trái cây và rau. Ở đây câu số 19 chúng ta xài amount là cái lượng. Rồi trong cái bữa ăn của bọn họ, trong bữa ăn các bạn xài gì? Trong bữa ăn bởi vì, ở đây xài bởi vì bữa ăn của họ, cho nên cái lượng gì, cái tỷ lệ, cái này là rate, là tỷ lệ ung thư và tim mạch rất là cao. Ở đây chúng ta xài bởi vì gì? Bởi vì có hai từ, bởi vì là because và because of. Chúng ta xài because of bởi vì cái đây their diet là một cụm danh từ. Câu tiếp theo,
Ở Nhật Bản mọi người ăn rất nhiều loại hạt và rất là ít thịt thôi. Ở đây thịt là danh từ không đếm được, chúng ta xài little. Rồi, người Nhật Bản có cái tỷ lệ ung thư và tim mạch thấp và họ sống già hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Ở đây chúng là già hơn là older. Khi mà người Nhật chuyển tới nước Mỹ thì tỷ lệ bệnh tim mạch và bệnh ung thư gia tăng. Khi mà bữa ăn của họ bị thay đổi, ở đây sẽ là diet. Vì thế chúng ta nên ăn nhiều ngũ cốc, nhiều hạt, nhiều quả và nhiều rau và ăn ít thịt và gì câu số 25 chúng ta có cái gì? Câu 25 là ít ít sản phẩm từ từ sữa. Rồi, ok. Rồi. Vậy là câu 20 này. Câu 20 là cost up, câu 21 là little, câu 22 là câu 22 phải là longer hay older, sống lâu hơn. Để chúng ta sửa lại câu 22. Câu 22 longer, sống lâu hơn. Rồi, tiếp theo, câu 23 là diet, câu 24 là less, câu 25 là gì? Diary. Rồi chúng ta qua cái bài số 5. Sâu răng là một vấn đề lớn ngày nay. Cái lượng đường trong đồ ăn chúng ta đang gia tăng. Bác sĩ và nha sĩ bây giờ biết rằng đường là nguyên nhân chính gây ra bệnh sâu răng. Răng của Eskimo, ví dụ như răng của Eskimo bắt đầu sâu khi anh ấy bắt đầu ăn những đồ ăn có ngọt hơn. Rồi, cách đây một thời gian lâu rồi, bác sĩ không có thích chữa răng cho mọi người. Những ông thợ cắt tóc, nha, và thợ đánh giày thì chăm sóc răng cho mọi người. Trước ngày xưa có nha sĩ và nhổ chúng là nhổ răng khi mà chúng bị sâu. Một vài người nghĩ rằng răng sâu là bị trừng phạt bởi Chúa, bởi thần thánh. Cái này là sự trừng phạt. Và chúng ta coi câu 26. Ngày nay chúng ta ăn cái gì? Ngày nay chúng ta ăn nhiều đường hơn trong quá khứ. Câu A. Câu 27. Răng của Eskimo bắt đầu sâu khi nào? Khi anh ấy ăn nhiều đường hơn trong đồ ăn. Đó là câu D. Cái từ đâm trong hàng, trong câu trên ấy, ám chỉ cái gì? Ám chỉ răng. Câu 29. Cái từ tooth ache trong hàng 7 nghĩa là gì? Là sâu răng, đau ở trong răng. Ok. Câu 30. Câu 30 này. Ai đã chăm sóc răng trong quá khứ là ai? Đó là câu này, cái ông này. Thợ cắt tóc và thợ đánh giày. Chúng ta khoan ở câu D. Rồi, cái bài của chúng ta đến đây là hết rồi. Và hẹn gặp lại các bạn trong bài số 13. Goodbye and see you later.